anh em ơi, nay đang ở trong bệnh viện tỉnh Kiên Giang nha anh em. Đem đi thăm anh Minh anh em ơi. Mình bữa nghe nói ruột tu hú té đứt gân vậy anh em. Ở đây sầu ca đang rút tiền coi mua sữa mua bánh gì vô cho anh Minh nè anh em. Cho anh Minh nghe, mình rút tiền mình tiền đồ ăn. Rồi đây sầu ca rút tiền xong cái mình dắt anh em lên phòng của anh Minh nằm luôn anh em ơi. Đây, đang trên đường đi vô kiếm phòng của anh Minh nằm anh em ơi. Giờ chắc nằm như con tu hú ông bi rồi anh em. Anh em ơi, đây mình sẽ đi thang bộ là nha anh em. Trong bệnh viện thì thang máy để dành cho người bệnh thôi anh em. Mình cũng biết thì tụi mình đi thang bộ lên dựng chỗ cho người ta. Anh em ơi, mình lên tới tầng 5 rồi anh em. Khoa chấn thương chỉnh hình. Đây đi chú Chí đi vô dắt mình vô phòng của anh Minh. Mất dép không trời? Mình khẩu trang không? Rồi tới rồi anh em ơi. Hello anh Minh. Hello anh Minh. Trời. Chết lành tôi luôn rồi. Chứ về hả? Ủa, chị gán đi thăm đi nè. Về đâu? Về nhà. Về nhà. Nằm ra luôn. Về đi được rồi. Tôi muốn về Trung Quốc luôn không? Đây nè anh em. Đây nè, dí con tu hú nè anh em, không biết dắp cái gì té mẻ bánh chè đứt gân luôn nè anh em. Ghê chưa? Thử cầm. Cái giọt nó quay được lạnh. Đi chơi. Cặp to. Mình chút xíu xem quen như vậy. Hả? Quen như vậy. Có giới thiệu vô. Nếu gọi cũng nói chừng nào rảnh thì ra ngoài. Bây giờ này ngồi rảnh. Rồi cái này là Sô Ca gửi cho anh Minh 1 triệu. Ăn cơm thôi. Anh em như thôi, sữa mau bồi dưỡng mà chút khỏe đi ôm mau lành đi ôm nha anh. Thay mặt cảm ơn anh em nha. Hẹn anh em 6 tháng nữa. 6 tháng nữa mới chơi được. 6 tháng nữa được không nha? Được. Rồi ok. Em xem là mình sẽ bắn.